sao làm vậy? Một năm mươi đậu Đông Hà. Một năm mươi đậu Đông Hà. Ba tư mừng chân một bốn bảy Nguyễn Tàng Sương. Một hai một Vũ Nguyễn Hà Chí. Hai hai không Nguyễn Trung Nha. Quý vị, chúng ta đang trở lại với sân khấu của đêm chung kết cuộc thi Miss Intelligent Quotient Việt Nam, Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023. Vâng, thưa quý vị, Miss Intelligent Quotient Việt Nam, Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 là chương trình tìm kiếm những cô gái giàu tri thức, bản lĩnh, có thể chịu được sức nặng của vương miện nặng 25kg. Và đến nay, chương trình đã tổ chức được 3 mùa với sự tài trợ độc quyền của tập đoàn FBL và phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube River Entertainment. Sau gần 2 tháng phát sóng, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ to lớn của quý vị khán giả. Hơn hàng triệu hồ sơ đăng ký và sau 8 tập truyền hình khắc nghiệt, chúng ta đã tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Và vừa rồi là phần thi đi mèo với áo dài của top 5 thí sinh. Vâng, và tôi thấy phim trường của chúng ta rất là nóng rồi, với những nhan sắc vô cùng xinh đẹp cũng như là đậm chất tri thức. Và chắc hẳn là về phía chị River Nguyễn, đại diện nhà sản xuất của chương trình sẽ có rất nhiều tâm tư muốn chia sẻ đến quý vị khán giả cũng như là các bạn thí sinh đúng không ạ? Chị River Nguyễn ơi. Thì Trang Anh xin được đến gần chị River Nguyễn hơn để có thể chia sẻ với chị ha. Trước tiên thì cho River xin được gửi lời cảm ơn. Trước tiên, cho River xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị khán giả đã đến tham dự buổi chung kết ngày hôm nay. Thì cái sự ủng hộ to lớn của quý vị chính là động lực cho chương trình của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Kính thưa quý vị, River không phải là than vãn đâu, nhưng mà để có được một cái sân chơi tri thức và nhân văn cho các cô gái của chúng ta ngày hôm nay thì River đã phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Và có lẽ là sau cái đêm hôm nay thì River phải đánh đổi nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi được chứng kiến các cô gái của chúng ta tự tin, xinh đẹp và tỏa sáng trên sân khấu thì River cảm thấy là những cái đánh đổi đó nó không có gì là đáng tiếc cả. Và các em của chị ơi, chị không có quá nhiều là lời khuyên cho các em, nhưng mà chúng ta đã cùng trải qua với nhau một hành trình dài. Chị cả thấy là các em có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, và chị tự hào với các em. Wow, một tràng pháo tay nữa chứ. River Nguyễn được không ạ? Vâng, và kính thưa quý vị, tiếp theo là tiết mục cũng như là phần ứng xử của
Tôi là Nguyễn Chí Hùng, đại diện thanh tra của Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Bình Âm. Thì hiện tại tôi được nhận thông tin rằng là cuộc thi của chúng ta đang không có được cung cấp đủ giấy phép và thủ tục để tiến hành tổ chức. Tuy nhiên thì sau khi điều tra, chúng tôi nhận thấy rằng là ban tổ chức của cuộc thi vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức cái cuộc thi này. Đề nghị ban tổ chức cho tôi đã gặp đại diện của ban tổ chức. Dạ thưa anh, tôi là đại diện của chương trình ngày hôm nay, thì xin phép anh cho chúng tôi được bật đèn lên để có thể chấn an quý vị khán giả. Xin chân thành xin lỗi quý vị khán giả trên phim trường cũng như là trên sóng livestream. Thì vì một số lý do khách quan cho nên là chương trình của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chúng tôi sẽ có một cái lời giải thích thỏa đáng cho quý vị và xin chân thành tạ lỗi với quý vị. Mong quý vị thông cảm ạ. Sau đây là phần dự thi của cặp thí sinh Đăng Khoa và Thanh Thư. Xin mời cặp thí sinh Thanh Vũ và Kiến Minh di chuyển về phòng chờ ban tổ chức đã chuẩn bị. Mời hai bạn Đăng Khoa và Thanh Thư tiến lên sân khấu để chuẩn bị khai thác hiện trường. Hai bạn sẵn sàng chưa ạ? Thời gian khai thác hiện trường bắt đầu. Dạ rồi, anh quay phim một lát nữa. Trong lúc em khai thác á, thì anh quay giúp em những cái cảnh như sau. Cảnh đầu tiên đó là cảnh toàn thấy được cái background của cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam. Các cảnh còn lại đó là cảnh của các dàn thí sinh và những cái cảnh cận. Tập trung giùm em những cảnh cận nha. Dạ, em chào anh ạ. Được biết anh là Nguyễn Chí Hùng, thanh tra Sở Văn hóa. Em là phóng viên đến từ đài KTV. Ngày hôm nay em nhận được một cái thông tin đó là cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam chưa có nhận được giấy phép đăng ký. Vậy thì em muốn hỏi anh nguyên nhân vì sao có diễn ra cái tình trạng này ạ? Lúc đầu thì ban tổ chức của chương trình có đăng ký với chúng tôi rằng là sẽ tổ chức một cái chương trình truyền hình thực tế mang tên là Đại sứ Tri thức. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi gặp một cái thông tin rằng là ban tổ chức đã không theo cái quy trình đấy nữa, mà họ đã bắt đầu tiến hành tổ chức một cái chương trình của một cái cuộc thi sắc đẹp mang tên là Miss Intelligent Quotient Việt Nam. Thì hiện đây là hoàn toàn đã được chúng tôi nhắc nhở trong cái buổi họp báo phía trước. Tuy nhiên đến tận hiện bây giờ thì mọi người vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức, cho nên đây là một cái điều chúng tôi buộc phải ngay lập tức chấm dứt và điều tra tiếp tục. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh Nguyễn Chí Hùng, là đại diện thanh tra của Sở Văn hóa và Du lịch. Thì thưa anh, với mức phạt là không có giấy phép, vẫn đăng ký tổ chức cuộc thi, chưa có giấy phép để đăng ký tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tri thức, Hoa hậu Trí khôn Việt Nam, thì mức phạt đối với cơ quan chủ quản sẽ là bao nhiêu ạ? Về thông tin này thì chúng tôi sẽ cần phải về cơ quan cấp quan chức năng để có thể điều tra tiếp tục và đồng thời đưa ra một cái mức phạt phù hợp hơn. Bởi vì hiện tại chúng tôi cũng chưa nắm được toàn bộ những cái tiến trình cũng như là những cái hành vi vi phạm của phía ban tổ chức của cuộc thi. Thế nên chúng tôi chưa thể nào cung cấp được cho quý báo đài những cái thông tin đấy được. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, em chào chị. Được biết chị là nhà sản xuất của chương trình Hoa hậu Trí khôn Việt Nam. Vậy thì không biết tại vì sao mà giấy phép vẫn chưa được nhận được sự đồng ý của cơ quan chức năng mà chị vẫn tiến hành tổ chức cuộc thi? Thật sự thì cái công ty của River nó còn khá là non trẻ và có nhiều sơ suất về mặt giấy tờ pháp lý khi mà trình lên sở. Và River luôn mong muốn là có thể tạo một cái sân chơi cho các cô gái của chúng ta được thể hiện một cái sân chơi thật là tri thức và nhân văn. Cho nên là nhiều khi trong cái sự nóng vội của River thì River có để lại một số sai sót về thủ tục và xin River xin nhận hết về bản thân mình. Xin cảm ơn chị. Vâng, và thưa chị thì đứng trước sự thanh tra của Sở Thanh tra Văn hóa và Du lịch dừng cuộc thi, tạm dừng cuộc thi, thì chúng ta sẽ có những phương án như thế nào tiếp theo cho chương trình ạ?
Trước mắt thì River xin phép. Trước mắt thì River phải hợp tác để cùng cơ quan điều tra làm việc để xác minh rõ cái giấy tờ pháp lý của cuộc thi. Và thứ hai là River phải gửi một lời xin lỗi chính thức và chân thành đến với quý nhà tài trợ, quý khán giả và các bạn thí sinh đã tham gia cuộc thi. Xin được cảm ơn chị. Vâng, dạ, anh ơi, anh cho em hỏi thêm một câu nữa, đó là hướng giải quyết của cái vụ việc này như thế nào? Như tôi cũng đã có đề cập, đó là đầu tiên thì chúng tôi sẽ cần phải mời ban tổ chức của chương trình về giải trình, và đồng thời là cần thể tìm thêm những cái bằng chứng và những cái cung cấp thông tin xác thực hơn, để từ đó chúng tôi phải đưa ra những cái mức phạt phù hợp hơn với lại cái ban tổ chức của chương trình Miss Intelligent Quotient Việt Nam này. Vâng, cảm ơn anh. Tôi xin phép dừng hỏi. Em dừng khai thác hiện trường. Thời gian khai thác hiện trường của phóng viên Đăng Khoa đã hết. Chuẩn bị 3, 2, 1, vào sóng. Dạ, anh quay phim ơi, anh quay giùm em một cái cảnh ban từ bên đây qua và em sẽ đi tiến về phía trước nha. Thưa quý vị, hiện tại sau lưng Đăng Khoa là background của một cuộc thi Hoa hậu trí khôn Việt Nam. Và thưa quý vị, theo như chúng tôi ghi nhận một thông tin, đó là vào cuối năm 2022 thì Việt Nam đã có tổng cộng 30 cuộc thi hoa hậu được tổ chức dưới hình thức cấp quốc gia. Và ngày hôm nay lại có thêm một cuộc thi hoa hậu nữa được tổ chức. Và thế nhưng mà điều đáng nói là cuộc thi này chưa nhận được sự cấp phép của cơ quan chức năng. Và trong sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 2023, cuộc thi đã không nhận được sự đồng thuận của cơ quan chức năng và phải chấp nhận là chấm dứt cuộc thi. Và theo thông tin ban đầu chúng tôi ghi nhận được, đó là cuộc thi này mang một tinh thần không đúng với tinh thần cuộc thi mà nữ doanh nhân River Nguyễn đã đăng ký trước đó, nhưng vẫn chưa được chấp thuận, nhưng mà cô ấy vẫn quyết định là tổ chức cuộc thi. Cho nên là đó là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc là không được chấp nhận cuộc thi. Và thưa quý vị, Hoa hậu Trí Khôn hay là bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào cũng vậy. Cuộc thi Hoa hậu là để tìm ra những người Hoa hậu đại diện cho nhan sắc để lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Vì thế, việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu cũng phải mang một tinh thần thật ý nghĩa và lan tỏa những giá trị đến với cộng đồng. Tôi, Đăng Khoa, phóng viên đài truyền hình KTV. Cảm ơn Đăng Khoa. Phóng viên Thanh Thư, chuẩn bị 3, 2, 1, vào sóng. Kính thưa quý vị, vào tối ngày 20 tháng 5 năm 2023, chung kết cuộc thi Hoa hậu Trí Khôn Việt Nam 2023 đã được diễn ra. Tuy nhiên, sau đêm chung kết này thì phía cơ quan chức năng, đó là đại diện thanh tra của Sở Văn hóa và Du lịch, đã có mức phạt đối với việc đã có thông tin là không cuộc thi này không có giấy phép tổ chức, không có giấy phép đăng ký tổ chức. Và nguyên nhân ban đầu do doanh nhân River Nguyễn đưa ra, đó là bởi vì những rắc rối trong vấn đề làm thủ tục của cuộc thi. Do vậy, trong thời gian tổ chức cuộc thi, tính chất của cuộc thi đã bị thay đổi từ việc là từ cuộc thi là đại diện đại sứ tri thức đã đổi thành một cuộc thi mang tính chất khoa học. Và theo đại diện của Sở Thanh tra Du lịch và Văn hóa, mức phạt dành cho hành vi này vẫn chưa được xác định, và những thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới. Và xin được cảm ơn cặp thí sinh đầu tiên Đăng Khoa và Thanh Thư, và xin được chúc mừng hai bạn Đăng Khoa và Thanh Thư đã hoàn thành phần thi của mình. Và ngay sau đây sẽ là phần dự thi của cặp thí sinh Thanh Vũ và Kiến Minh. Xin mời hai bạn Thanh Vũ, Kiến Minh chúng ta tiến lên sân khấu để chuẩn bị khai thác hiện trường. Và hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
Thời gian khai thác hiện trường của phóng viên bắt đầu. Em chào anh Chí Hùng ạ. Không biết thì đầu tiên thì anh có thể chia sẻ cho em lý do là tại sao anh lại dừng cuộc thi lại trong lúc cuộc thi đang diễn ra. Không biết là quý nhà báo đã đến từ đơn vị nào được không ạ? Hiện tại em là Thanh Vũ, đến từ phóng viên của Đài Truyền hình Nhân dân ạ. Xin mời quý nhà báo có thể đặt lại câu hỏi được không? Dạ, không biết là lý do tại sao anh lại dừng ở cuộc thi này trong lúc cuộc thi đang diễn ra như vậy ạ? Đây là cái cuộc thi này là chúng tôi nhận được tin tức vào chiều hôm nay lúc 4 giờ rằng là cuộc thi Hoa hậu, Đại Hoa hậu Trí Khôn Việt Nam được tiến hành tổ chức. Mặc dù lúc trước thì chúng tôi đã nhận được một cái thông tin từ phía ban tổ chức là đã tổ chức một cái chương trình truyền hình thực tế mang tên là Đại sứ Tri thức. Thì cái thông tin này thì chúng tôi cũng đã trong cái buổi họp báo thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn ngay từ ban đầu, bởi vì nó không có được tiến hành theo đúng cái quy trình. Bởi vì mặc dù đặt cái tên là như thế, tuy nhiên là sau này họ lại có nộp ra một cái bản họ trình tổ chức một cái buổi họp báo và cũng đồng thời là tổ chức một cái chương trình mang tên là Đại sứ Trí, một cái hoa hậu Trí Khôn, thì điều này là hoàn toàn đi ngược với những gì mà ban tổ chức đã trình báo với chúng tôi. Chính vì vậy cho nên tôi phải có nhiệm vụ là ngừng cái hoạt động này ngay lập tức. Xin cảm ơn anh ạ. Dạ, em chào chị. Thì với thông tin em nhận được thì không biết là chị River Nguyễn có thể chia sẻ cho em biết thêm về lý do mà cuộc thi không được tiếp tục diễn ra theo quan điểm của chị. Hồi nãy River đã có nói là đến làm được cái chương trình này thì River đã phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Nhưng mà do là công ty của River đang còn non trẻ và có nhiều thiếu sót về mặt giấy tờ nên là chương trình đã bị... Tại vì River là luôn muốn xây dựng một cái sân chơi cho các cô gái của chúng ta thể hiện tri thức và nhân văn. Nhưng mà vô tình cái format chương trình của River nó lại giống với một cuộc thi sắc đẹp, cho nên là liên quan đến cái vấn đề pháp lý của cuộc thi, thế là cuộc thi bị tạm hoãn. Vậy theo chị mục đích tổ chức cuộc thi là gì? River có nhắc đi nhắc lại nhiều lần một câu nói, đó chính là River luôn muốn tạo một cái sân chơi bổ ích tri thức và nhân văn cho các cô gái của chúng ta. Dạ, cũng như theo chị, nếu cuộc thi có những vấn đề liên quan đến pháp lý thì những thí sinh tham gia thi sẽ có những ảnh hưởng pháp lý như thế nào? Hiện tại thì các thí sinh tham gia cuộc thi không có ảnh hưởng vấn đề về pháp lý và River xin lấy mình ra đại diện cho công ty cũng như cuộc thi này hỗ trợ các bạn thí sinh về cái vấn đề pháp lý của cuộc thi và xin nhận lỗi với cơ quan chức năng. Mong chị có thể giải thích rõ hơn về tại sao mà thí sinh lại không phải chịu những cái vấn đề pháp lý trong khi họ là những người thực sự tham gia chương trình của chị. Mà chị liệu ban tổ chức có những cái đảm bảo về pháp lý nào cho phía thí sinh? Tại vì khi River làm thủ tục để gửi lên sở để có thể xin được cấp phép cho cuộc thi thì River đã có thể lường trước được cái hậu quả này, và các bạn thí sinh cũng là người tham gia cái cuộc thi và các bạn luôn muốn là có một cái chương trình để các bạn thể hiện sắc đẹp, thể hiện tài năng của mình. Thế nên là River luôn tạo hết mọi điều kiện cho các bạn thí sinh và River luôn có một cái phương án thứ hai để có thể giúp cho các bạn không bị ảnh hưởng khi mà cuộc thi có một số vấn đề trục trặc về pháp lý. Câu hỏi tiếp theo thì em xin phép được hỏi anh Trí Hùng ạ. Không biết là gần đây thì có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp vẫn không được cấp phép. Thì đối với anh là một người đại diện cho Sở Văn hóa thì anh có thể đưa ra những biện pháp để có thể ngăn chặn việc này và triệt để những cái vấn đề này trong tương lai không ạ? Thật ra thì như cái cách mà mọi người nói về nó thì nó là một những cuộc thi chui không được cấp phép. Thì nói về cái biện pháp xử lý thì rõ ràng đó là một cái việc mà nó diễn ra chui như thế thì cái việc mà có thể quản lý được nó rất là khó. Cho nên thì đầu tiên những cái gì mà chúng tôi đang cố gắng làm đó là đầu tiên, thứ nhất là chúng tôi sẽ quản lý hết tất cả những cái chương trình đang tổ chức được, và những cái quy trình tổ chức của nó cũng sẽ đồng thời chúng tôi sâu sát hơn. Cái câu chuyện của Hoa hậu Trí Khôn Việt Nam này để cũng là một cái ví dụ, đó là chúng tôi đã ngay lập tức can thiệp vào chương trình ngay khi mà có thể để chúng tôi có thể ngăn chặn cái chương trình càng ngày càng tiến xa hơn. Thì chúng tôi tin rằng đó là những cái bước phát triển của chúng tôi để chúng tôi có thể giảm thiểu tình trạng có nhiều cái cuộc thi chui xảy ra nhiều hơn. Cảm ơn ông ạ. Thanh Vũ xin được phép hỏi một trong số các thí sinh ở đây ạ. Thì được biết là cuộc thi đã bị cắt ngang
thì không biết là cảm xúc của các bạn bây giờ như thế nào, và không biết là trong quá trình các bạn thi thì ban tổ chức và các bạn có xảy ra vấn đề gì không ạ? Trước mắt đó, là em chỉ có thấy là em mệt lắm, em muốn đi về thôi. Em thấy là cái công sức mình bỏ ra với cuộc thi này không được đáp ứng. Dạ hết rồi. Tức là trong quá trình mình thi thì ban tổ chức đối xử với mình không tốt hay sao ạ? Dạ không phải, ý là bình thường tụi em rất là yêu thương nhau. Nhưng mà cái sự mà em dành hết công sức cho cái cuộc thi này thì đang thi tự nhiên em không dở chứng ra là không được thi nữa. Em bán đến nhà, bán đồ, bán của lên đây, giấu cha mẹ đi. Thì bây giờ em lấy đâu ra tiền? Đã hết thời gian khai thác hiện trường dành cho Thanh Vũ. Xin mời Kiến Minh ạ. Kiến Minh xin dừng thời gian khai thác hiện trường ở đây. Và bây giờ sẽ là phần thi của Thanh Vũ, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Phóng viên Thanh Vũ chuẩn bị 3, 2, 1 vào sóng. Anh camera ơi, anh bắt giùm em cái khúc này nha. À dạ, tại vì tóc em nó hơi bị nhẹ cho nên là sợ gió nó bay. Dạ ok, dạ rồi, anh cảm ơn anh. Dạ. Dạ, anh thấy ok đúng không ạ? Dạ rồi, mình bắt đầu nha. 3, 2, 1. Xin chào tất cả quý vị, tôi là Thanh Vũ, phóng viên của Đài Truyền hình Nhân dân. Thì tôi đang có mặt tại đêm chung kết của cuộc thi Hoa Khôi Trí Khôn Việt Nam 2023. Thì vừa mới đây thì cuộc thi đang diễn ra thì bất ngờ bị Sở Văn hóa đến và yêu cầu dừng ngay lập tức. Thì được chia sẻ bởi ông Nguyễn Trí Hùng, đại diện của Sở Văn hóa, thì ông có chia sẻ là gần đây cuộc thi đã gửi đơn xin phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trí Khôn Việt Nam, tuy nhiên với hình thức là truyền hình thực tế, mà cuộc thi đại diện là chị River Nguyễn lại không làm theo đúng với hợp đồng đã đề ra cũng như là giấy tờ cấp phép đã đề ra trước đó. Cho nên ngày hôm nay cũng chính là lý do mà ông Nguyễn Trí Hùng, đại diện của Sở Văn hóa đến để có thể yêu cầu chấm dứt cuộc thi này ngay lập tức. Và được lắng nghe những chia sẻ của chị River Nguyễn thì chị cũng nói cuộc thi chị tổ chức ra và chị mang đến cho mình những cảm xúc, và đối với các thí sinh, đặc biệt là đối xử tốt với thí sinh. Và có thể thấy là Việt Nam của chúng ta đang là một đất nước ưa chuộng cái đẹp và ưa chuộng sắc đẹp. Tuy nhiên thì có một số tổ chức họ vẫn không làm được hiện theo đúng với những quy định của Sở Văn hóa. Cho nên sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra có thể ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tuy nhiên thì để có thể khắc phục tình trạng này thì các tổ chức... Đã hết thời gian dành cho Thanh Vũ, cảm ơn bạn. Và sau đây sẽ là phần thi của Kiến Minh, bạn sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, vào sóng. Kính thưa quý vị, cuộc thi tìm kiếm Hoa hậu Trí Khôn liệu có thực sự khôn khi những người đứng đầu của cuộc thi, những người đứng đầu của tổ chức không đảm bảo về các quy định của pháp lý? Theo thông tin chúng tôi khai thác tại hiện trường, chị Tri và Nguyễn, đại diện tổ chức cuộc thi, vẫn đã xác định được là cuộc thi vẫn có thể có những rủi ro và những cái vấn đề pháp lý liên quan đến cuộc thi có khả năng rất cao sẽ xảy ra và chị đã lường trước được, thế nhưng vẫn làm. Điều này đặt ra một câu hỏi cho chúng ta biết, liệu bỏ tiền bỏ của cho một cuộc thi không thu lại quá nhiều lợi nhuận thì bên đằng sau đó sẽ còn những yếu tố gì nữa hay không? Và tôi Kiến Minh, phóng viên đưa tin tại đài truyền hình MC UTA. Và xin được chúc mừng Thanh Vũ và Kiến Minh đã hoàn thành xong phần thi của mình, và một tràng pháo tay cho các bạn diễn viên của tiểu phẩm số 2 ạ. À.